Đây chính là cối đá, thưa các bạn. Khi máy chạy, tùy thuộc vào kích thước của viên đá sẽ quyết định độ dày hay mỏng của lớp tuyết phủ bên ngoài cối đá này. Lớp tuyết này sẽ được kéo dài từ đáy của cối đá lên trên tới đỉnh của cối đá. Có như vậy mới thể hiện được rằng cối đá cũng như máy đang được vận hành rất tốt. Và điều này cũng đảm bảo kết quả cuối cùng là những viên đá đủ cân, đều và đẹp nhất. Trên đỉnh của cối đá có những chia nước. Với thiết bị chia nước này thì các bạn đặc biệt lưu tâm đến việc kiểm tra và vệ sinh thường xuyên nhé. Cần ít nhất là một lần trên một tuần để đảm bảo cho lượng nước đi xuống được đều hơn, làm cho viên đá được đẹp hơn. Ngoài ra, phía trên cối đá cũng có một hệ thống phao tự ngắt và sẽ tùy thuộc vào kích thước của đá mà chúng ta sẽ điều chỉnh mức cao thấp của lượng nước ở trong hồ nước phía trên này. Xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của máy làm đá viên Việt An chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.